Hello tất cả đánh gia và chào mừng quay trở lại với channel của mình là Bill Sugu đây. Và chào mừng quay trở lại với cái series mà Bill Sugu chơi được cho chân lý 1.5 nào. Thì cái trọng như năm ơi, lúc đầu game mình đã được một cái lỗi, đó chính là nghe tài phiệt cơ. Cái lỗi này lúc đầu game nó cho mọi người thật sự rất là nhiều vàng luôn á. Và nó giúp cho anh em tích được 50 vàng cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà đặc biệt cái lỗi này nó sẽ cho mọi người tích được lên tới là 70 vàng nha. Cái này thì anh em chơi lâu hoặc là đọc cái nội tại thì cũng sẽ biết. Còn anh em nào mà chơi cái lỗi mà phiên bản tiếng Anh hoặc là chưa kịp đọc thì sẽ không biết đâu nha. Nó tích được lên tới là 70 vàng lượng. Và được 7 vàng mỗi round so với người ta là chỉ có 5 vàng thôi. Người ta nếu như mà không lấy cái lỗi này nè, mà người ta tích 70 vàng hoặc là 80 vàng thì nó vẫn cho mọi người thì 5 vàng thôi. Nhưng mà riêng đối với những người nào mà lấy cái lỗi này thì sẽ được toàn là 7 vàng mỗi round. Thì mình đang tích là được 80 mấy vàng cộng với là mình đang lên vào 7 ở round 3 chấm nha. Cái trận này là mình hoàn toàn có thể lên được level 9 ở tầm round 3.7 hoặc là round 4.1 nếu như mà mình thích nha. Tại vì mình cũng chơi được chủ thu sương sương với ngộ binh từ lúc đầu game giờ rồi. Không phải là chủ thu mà 7-8 trận anh em mà chủ thu tầm 3 trận 4 trận thôi, nhưng mà nó tích được vàng á. Mười mấy vàng, 20 mấy vàng là mình cũng lên cấp phải gọi là cực kỳ ác liệt rồi. Mình đang cố gắng á, mình làm một cái thử thách đó chính là lên level 8, level 9 gì á. Mình tích thật là nhiều tiền, mình roll một phát luôn. Đó, thật sự là roll một phát nó mới sướng chứ roll mà kiểu nhích lẻ anh em mà nhìn rất ức chế nha. Giả bộ mỗi round mọi người được tầm 2-3 đồng rồi đó, anh em roll đúng không, thì roll nó không ra rất ức chế luôn á. Nhưng mà riêng nó có việc mà mình tích một phát gọi là mình nghĩ là mình tích khoảng tầm 150-200 vàng hoặc là 300 vàng luôn đó, mình roll một phát thì thôi rồi luôn á, chắc là tới nái luôn á. Ok, thì nếu như mà mọi người muốn xem thêm gì á, hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng đọc hết tất cả bình luận của anh em và làm từng cái một. Và anh em có thể lên YouTube sợ tên là Bill Sugi cộng kèm với tên là thử thách hoặc là meta, là nó sẽ ra những cái ý tưởng mà mình đã từng làm rồi nha. Còn nếu như mà chưa thấy những cái ý tưởng mà mình chưa làm á, anh em hãy bình luận ở phía dưới nha, bình luận cái nào mà mình chưa làm á thì mình sẽ cố gắng mình làm từng cái một. Thật sự là ý tưởng của anh em đưa ra nó cũng nhiều, mà nhiều chắc chắn là sẽ có những cái khó rồi, mà cái khó hiện tại là mình thấy nó liên quan tới lỗi nhiều hơn đó, nên mình cũng đang cố gắng mình săn. Lúc đầu game là mình chơi theo kiểu mà bán hết tướng nè, bán gọi là hết máu luôn anh em mà, để mình tích tiền thôi. Thì hiện tại là cái lượng máu của mình nó cũng đang cực kỳ thấp luôn. Mình đang chỉ còn 36 máu so với trung bình máu là người ta 50 mấy, 80 mấy và có ông 100 mấy chục máu hồi ở rau trước luôn. Có một ông là thấp máu hơn mình nữa, tại vì cái ông đó là mình mới thắng một cái rau hồi nãy á. Mình tính là còn gọi là thua thêm được vài trận nữa anh em mà, để mình chơi cái chủ thua mà từ 5 trận trở lên á là sẽ được thêm 3 đồng. Đó, mình đang tính gì đó, nhưng mà gặp cái ông kia level 5 ổng yếu quá. Mình thì level 7 rồi. Với lại lúc đó là mình cũng ghép cho CV một cái cuồng đao đi chung với công nghệ rồi á, nên cũng hơi bị mạnh một tí. Mà cái ông này thì còn yếu hơn mình nữa. Đội hình của mình cũng đâu có mạnh lắm đâu anh em ơi. Nó cũng sương sương thôi. Gọi là 4 công nghệ với lại là CV đồ nó không đẹp cho lắm, nhưng mà có cuồng đao và vô cực thì nó quăng cũng gọi là thấm rồi. Mình lấy được hai cái lõi nha. Một là nhà tài phiệt lúc đầu game, và thứ hai đó chính là sức sống mới hồi máu mỗi 10 giây. Nói chung là cái lõi này nó sẽ giúp cho anh em có những cái pha lật kèo không tưởng luôn. Và nó sẽ rất là mạnh khi mà kết hợp đi chung với những cái đồ hình nào mà nhiều tăng cơ, hoặc là cần thời gian như là The Raven, hoặc là những cái đồ hình nào mà có khả năng hồi phục liên tục như là thuật sư nè, thần tượng nè, với Zhinkari, Ori hoặc là Seraphine hoặc là Senna này mà, thì rất là mạnh đó. Hoặc là những cái đồ hình nào mà có đấu sĩ Kari á, trời ơi cái lõi này mình nói thiệt với anh em luôn á, hồi máu cứ như là mưa rồi. Mọi người nào mà xin thay á, hãy đừng quên đây là một like nè, đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình đã chơi kênh hàng ngày nha, động lực cực kỳ lớn luôn á. Thì mình có tạo một cái group tên là Biwisugi mọi người à. Anh em có thể vào đó để chia sẻ nè, cũng như là bóc những cái thành tựu mà mình đã đạt được ở trong đó cho chân lý này. Và mình cũng sẽ bóc trước những cái đồ hình, những cái meta và cũng như là thử thách mà mình đã làm được ở trên group đó trước để cho mọi người tiện theo dõi trước khi mình đăng lên YouTube. Cái đó là giống như một cái trailer, một cái review trước ở group đó, để cho mọi người có cái nhìn gọi là rõ hơn và cái những gì mà mình đang làm. Thank you anh em rất là nhiều. Lên group đó là mình sẽ để dưới phần bình luận nha. Hiện tại thì group đó cũng được hơn 3.000 thành viên rồi. Mình cũng tạo được tầm 2 tuần trước anh em á. Rất là nhiều anh em tham gia vào rồi á. Mọi người nào mà chưa tham gia thì hãy đừng quên nhanh cái tay lẹ cái chân vô group chơi nha. Mình bóc gọi là meta hàng ngày trong đó luôn, bóc trước luôn, để cho anh em nào mà có niềm đam mê chung với mình và cũng như là những người khác á, thì sẽ biết được những cái meta hot nhất mới nhất nha. Anh em biết tại sao mà mình vẫn đang để dành tiền
và không có sử dụng để nâng cấp không? Tại vì bây giờ đúng không, nếu như mà nâng cấp á, thì vẫn chưa đủ tiền để mà lên level 9 và còn dư 70 vàng. Mình đang được cái lỗi thứ ba nè. Tại vì theo cái kinh nghiệm của mình chơi á, thì cái lỗi thứ ba thường á là lỗi bạch kim thôi mà, tỷ lệ lên tới là hơn 60% nha. Là giả bộ mình chơi 10 trận á, thì 6 trận là cái lỗi thứ ba là bạch kim rồi. Nói chung là cũng rất là cao đó. Nên mình đang để dành tiền nè. Giả bộ nếu như mình nó ra những cái lỗi, anh em biết cái lỗi gì không? Đó chính là một á là nâng cấp nhanh nha, mình có thể lên được level 10. Còn hai á là roll vượt cấp, đó mình roll level 8 luôn. Và ba á đó chính là vé roll free. Một lần roll thì mình sẽ có tỷ lệ là 45% để roll lại một lần tiếp theo. Thì nếu như mà ra cái lỗi đó thì mình sẽ dùng để mình roll đến level 8 luôn. Còn nếu như mà ra cái lỗi mà nâng cấp nhanh đó thì mình sẽ dùng cái tiền này mình quất một phát là level 10 luôn anh em à. Đấy. Nên mình đang có cái mình tích tiền ha. Mặc dù là bị thua một tí. 23 máu, nếu như mà fit chuẩn á thì vẫn được thêm tầm 2 round nữa, mà fit ngu á là 2 round là cút luôn á. Khá là nguy hiểm. Hiện tại là mình đang chơi con CV này để nó đếp máu tạm, tại vì con này nó cũng đang là một cái meta hot mà mình cũng đã làm và gửi tới cho tất cả mọi người xem rồi. Cực kỳ ok luôn. Ok đấy, anh em cứ lấy thoải mái nha. Mình lấy con Vinh này về mình đếp máu luôn, kết hợp đi chung với đội hình liên xạ với lại là ngoại binh. Mặc dù là không có công nghệ nhưng mà Vinh 5 tiền mà carry cứ gọi là chiến thôi, gì đâu thì vàng không ai thèm lấy luôn mà. Ảo ma là giờ đè chưa, không ai thèm lấy thì vàng luôn. Lúc đầu game á là mình cũng chơi được chủ thu tầm 3-4 trận với ngoại binh nè, cũng được một chút tiền để mà lấy cái tiền lã này để mình nâng cấp lên. Cái lỗi như tài phiệt này là một cái lỗi nó giúp cho anh em á thật sự là tích tiền và lên level, dùng những cái đội hình mà 4 tiền 5 tiền carry rất là hiệu quả luôn nha. Nên những cái bài meta này mà liên quan đến 4 tiền 5 tiền carry á thì mọi người hãy chơi dựa theo lỗi hoặc là dựa theo những cái đội hình mà lúc đầu game có đếp được máu lên level sớm hay không. Còn những cái bài mà 3-2-1 tiền carry á thì chơi theo kiểu mà nó độ anh em á, nó ra á thì hãy nên chơi nha. Tại vì tướng mà 3 tiền là 2 tiền hoặc là 1 tiền carry á có rất là nhiều luôn, bài một đống luôn. Cho nên mọi người hãy lựa chọn những cái bài nào mà nó tự ra, hoặc là anh em chơi kiểu như là quen tay á thì nó sẽ dễ leo răng hơn nhiều quá. Chứ chơi những cái bài mà chưa biết cách chơi thì hãy nên luyện trước khi mà chơi để mà leo răng thôi. Những cái bài nào mà anh em quen chơi rồi ra một phát là biết cách ghép đồ, cách chơi cái kiểu quá thì dễ hơn. Úi dồi anh em ơi, biết chọn cái gì đúng không? Biết chọn cái gì luôn rồi đúng không? Chắc chắn là cái rồng để trứng vàng rồi. Mặc dù nha là mình đang còn 23 máu thôi, nhưng mà cái này nó quá hấp dẫn đi. Khi mà anh em lấy cái lõi này á là nó sẽ sao ta? Nó giúp cho anh em nha. Đó chính là chấp cái lõi bạch kim này 7 round liên tục. Với bọn người ta lấy cái lõi bạch kim này là thần tượng nè, liên xạ nè, hoặc là tăng đam các kiểu á, thì anh em đã cái lõi quả trứng vàng này thì nó sẽ không giúp ích gì cho mọi người trong 7 round tiếp theo nha. Tại vì up cái trứng vàng này là còn 7 round lần. Lần trứng vàng này nó chỉ xuất hiện ở round 4.6 thôi nha. Round 3.3 và round 1.3 là không bao giờ có tỷ lệ xuất hiện. Mình không biết là mấy cái bảng Mobi hoặc là mấy cái bảng mà Trung Quốc nó có khác hay không. Nhưng mà riêng với cái bảng PC này là trứng vàng là nó sẽ chỉ luôn xuất hiện ở round 4.6 thôi, không mới xuất hiện ở hai cái lõi đầu đâu. Mình ghép đồ luôn nha. Bây giờ là mình đang chơi chấp lõi đó. Đây, nếu như mà như cái ông này nè, là ông lấy được hai thần tượng đúng không, là sẽ được tăng thêm sức mạnh cực kỳ nhiều luôn, cũng như là tăng được thêm hai slot luôn á anh em à. Tại vì hai thần tượng là cần phải bỏ hai tướng vào mà, thì kích được cái búp này là giống như thêm hai slot rồi. Còn mình thì lấy quả trứng vàng này, nếu mà up mà không được thành quả trứng vịt luôn anh em à. Vịt để trứng vàng mà, nhưng mà vịt mà nó không đẻ được thì thành trứng vịt luôn, cái gì nữa, trứng ung, trứng thúi luôn á. Ok, là level 9 rồi. Bắn Vinh vào thì nó bắn cũng khá là ổn mà, mặc dù là không có đồ nhưng mà kết hợp đi chung với ba liên xạ thì bắn cứ gọi là ok thôi. Ok, là level 9 rồi nè. Mình sẽ dùng tướng 5 vàng để mình đè máu, đếp máu nha. Còn 6 round nữa. Nếu như mà anh chưa biết á thì quả trứng vàng này nó vẫn được up ở trong những cái round quái. Đấy, là mình hết cái round này là được còn 5 round đó. Nên mọi người khi nào mà đội hình yếu quá nè, hoặc là không còn đủ máu để mà chơi cái quả trứng vàng này á, thì hãy đừng nên bích nha. Tại vì bích cái tỷ lệ cút nó cực kỳ cao.
anh em biết cái sự khác biệt gọi là lõi bạch kim không? Nó rất là khác biệt so với những cái lõi khác luôn á. Cái tốc độ hoặc là cái sức mạnh để nó snowball nó là hơn hẳn so với những cái lõi bạc hoặc là lõi vàng nha. Mà anh em chấp là một cái lõi bạch kim luôn á. Nên hãy cân nhắc nha, đừng có tham thì tham. Mình thì thật sự là rất là tham á anh em à. Đây, quốc luôn, năm ngộ binh luôn cho nó chiến. Cái gì đâu mà căng, thua thì thôi, còn thắng thì có siêu phẩm cho anh em xem. Vừa là năm ngộ binh, vừa là trứng vàng ấp như thế này. Sao ông này mạnh như quái vậy ta? Ông này có trang bị ánh sáng luôn hả? Vừa là ánh sáng vừa là trang bị đầy đủ luôn anh em. Ôi vẫn thắng. Hên quá. Ui bỏ cái tam kênh và nó hát được đồ luôn nè. Ok phết nhờ. Mọi người nào mà xem hay á, hãy đừng quên để làm một like đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình đang trên kênh hàng ngày nha. Động lực cực kỳ lớn luôn á để mình ra tiếp tục những video chất lượng hơn mỗi ngày và gửi tới cho tất cả anh em xem nha. Rồi mình roll nốt kiếm những con tướng 5 vàng 2 sao đếp máu nào. Tại vì bây giờ round 5 chấm này nè mà thua, gọi là thua nguyên sàn luôn á, thì cúp anh em nha. Thua nguyên sàn thôi là cúp, còn thua mà vài con á thì vẫn sống được. Lucian 2 nè, cái tam kiên 2 nè, mình đang cần kiểu như là dinh 2 hoặc là cái xe 2 mà roll nó không ra ta. Kỳ cục ghê. Cái quỷ thư này không biết chai mang luôn á, chai dinh mang thì rất là phí luôn á mọi người. Dinh mang cái này thì rất là phí luôn á. Ê mình thua. Mình thắng. Tưởng thua chứ. Ồ thắng mà còn được vàng nữa nè. Đúng là bỏ tam kiên vào ngõ binh never die. Chơi ngõ binh là never sai. Còn 3 round nữa dinh 2 này mọi người ơi. Đừng có gặp những cái ông mà đang cháy nha. Những cái ông mà cháy nhìn ghê lắm. Uầy round 5 chấm tới nơi rồi mà vẫn còn 8 còn sống à. Chiến nhờ. Dinh 2 mặc dù là không đồ nhưng mà đang đi chung với bay liên xạ ha. Nó cũng mạnh đó. Victor ra nhiều vậy. Mình là tướng 5 vàng nào ra thì mình nuôi hết thôi. Bỏ Victor vào như năm ơi để cho nó xài được cái quỷ thư này chứ để nó phí quá. Ui ông này Draven vô cực ánh sáng luôn mà. Chiến nhỏ. Draven với chúng tôi. Gì nó nhảy ngu quá vậy? What the? Đừng chết nha. Rồi còn 10 máu anh em à. Con Vinh nó nhảy đúng ngu luôn á. Mình tưởng Vinh lại nhảy ra hàng sau nó giết Draven rồi nó bắn ngược lại chứ, anh người nó nhảy vô cái tên bạn luôn xong chết luôn mà. Nó tấu hài. Ô mất tâm kê rồi. Thôi lấy Jerry đi. Nếu mà tí nữa mình roll nó được nhiều Jerry thì mình chơi luôn, còn không là mình bán để lấy cái kiếm súng cho con tâm kê nha. Là hợp lý rồi. Trận này thì có hai loại vàng với lại là một loại bạch kim. Thật sự là bây giờ cái tỷ lệ mà ra liên tục ba loại bạc, ba loại vàng hoặc là ba loại bạch kim thì nó rất là hiếm luôn á. Nó vẫn có tỷ lệ ra nha, tại vì mình chơi hồi bữa giờ nó vẫn có gặp được, nhưng mà thật sự là chơi cái trăm trận nó mới gặp được một trận, khá là hiếm luôn. Ui dinh này dinh ra nhiều nè. Từ nha, bán Lucian đi. Mình chơi đội hình Estudia mà tướng 5 vàng càng nhiều là càng tốt. Ok Victor 2 luôn, còn 10 máu thôi em mà, nên phải roll mạnh tay một tí để đếp được máu chứ thôi là cút sớm đó. Đấy bỏ đồ cho Vinh nó carry. Nghĩ là riêng về cái độ carry thì mình vẫn tin tưởng hơn vào con Vinh này. Cái xe nó chỉ kích được một cái búp thách đấu thôi. Ê thắng nổi gì trời. Cố lên. Chẳng lẽ thua trời. Ê thua thiệt nè anh em, mà cái chết vậy. Ui một máu. Trứng ơi. Em nở giúp anh dùm cái trứng ơi. Một rau nữa anh em ơi, một rau nữa trứng nó mới nở. Cái rau này là đến đâu quá rồi, đừng chết nha, Billy.
đừng chết, đừng chết. Tên kia nó vẫn hắt được tiền, vẫn hắt được đồ nè. Từ đây mới bỏ cái Suko vào đi. Con Suko này mặc dù là nó khá là bóp tem, nhưng mà nó búp đúng người á, thì độ hình của mình nó clear cực kỳ nhanh luôn. Con Vinh này cũng đang 5 con rồi nè. Rồi ở round 5 chấm mà còn chơi chủ thu ngoại binh nữa, hai trận rồi đó. Thua hai trận liên tục luôn, không hiểu. Anh em xem máu kìa, mình 1 máu, ông kia 1 máu, ông kia 6, ông kia 8. Rồi đến round 6 chấm rồi mà vẫn còn 8 người sống luôn. Cái lobby này nó bị điên rồi. Nhìn bắn đi. Mồi, cái xe tỉ được, nãy xứ. Ok ok, đây em ơi, ấp trứng vàng thành công, ấp trứng vàng thành công rồi nè. Trứng nở rồi mọi người ơi. Mình đang gọi là chấp 7 round liên tục đó. Chấp lỗ bạch kim 7 round đó. Hơn là còn sống một còn đúng một máu à. Căng thẳng tới nhà. Ui xấu dinh luôn nè. Lại chấm hỏi rồi, lại chấm hỏi rồi. Trời ơi vàng tiền kìa. Đúng là chủ thua 5 ngộ binh có khác không. Thua đúng có 2 trận thôi mà vàng tiền nó rớt kìa. Ui ôi, nó bung tiền, nó bung đồ kìa. Phải là gần 30 vàng. Rồi thêm 2 con tướng 5 vàng nữa là 40 mấy vàng á anh em à. Gần 50 vàng luôn á. Và cũng như là được thêm một trang bị thần thoại của On, một đồ ánh sáng và một cái trang bị lớn và một cái tách đồ. Wow, được thế nhờ, ngon nhất cái nách luôn á. Đúng là trứng vàng có khác anh em ơi. Vinh một con nữa ba sao nè. Ủa rồi tâm kia nó ra nhiều vậy, còn một máu anh em ơi, mình phải roll mạnh tay một tí cho thôi là cút á. Ủa Suko ra nhiều. Ôi tam kinh một con nữa nè. Mình không có Nerco mọi người ơi. Mình không có Nerco. Vinh một con, tam kinh một con. Đừng có đi nha. Ê, để mình tách đoạn tam kinh này ra, mình lắp đồ lại đã. Một cái dép siêu linh nè. Rồi một cái kiếm súng nè. Một cái vuốt rồng đi ha. Còn những cái món đồ kia này cho con khác mang. Thôi đừng có thua nha, đừng có thua nha. Thua này là tiếc lắm á. Vinh một con, tâm kinh một con nè. Suko đang 6 con ở đây mà. Hồi nãy Suko nó ra 7 con luôn á, nhưng mà mình không kịp bít. Qua ra mình không kịp bít. Nãy nổi trứng vàng ra đồ xịn không à. Nhất là cái dép siêu linh với lại là một cái món đồ ánh sáng nè. Đồ ánh sáng này mà kiểu như là không phải là đồ, không phải là cái vuốt 7 này thì ngon rồi. Đấy. Không có nước cô mọi người à. Giờ phải roll chay thôi. Mà nói thiệt nha, cái con tam ken này mà 3 sao á, mà nó còn nuốt được, mà kiểu như là đấu sĩ mà nó lên được mấy chục ngàn máu coi được. Cái giáp Sulin này nó hồi máu ghê lắm nha. Tại vì nó hồi là 6% máu mỗi giây nha mọi người ơi. Hồi 6% máu mỗi giây. Mà anh em biết rồi đó, tầm 100.000 máu thôi. Nó hồi một phát là thôi chứ. Mỗi giây á nha, chứ không phải là 10 giây đâu. Ủa cái trận này rao 6 chấm rồi mà còn 6 người, mình mới giết được ông nè. Rồi còn 4 nè, lọt top rồi. Mà rao 6 chấm mới lọt top được. Khổ thiệt. Trận này anh em bị điên hết rồi. Đánh ghê vãi trưởng rồi. Có cái lượng tiền như này thì mình cũng không mong ra được con Vinh với lại là Tam Ken đâu. Chắc là đợi nó đi chợ lụm thôi. Không ra được anh em ơi. Ô. Không bán được con gì hết á. Từ từ. Đội hình của mình mạnh mà, cứ bình tĩnh thôi. Nếu mà đi chợ lượm được con Vinh nữa thì đẹp. Thì đẹp luôn. Nãy roll được 2 3 cây xe luôn á, nhưng mà mình không bích. Hết tiền, lấy được tiền đâu bích. Em sẽ tâm kèm nó hồi máu không? Thấy không? Vừa là kiếm súng nha, vừa là cái lõi sức sống mới nha, và vừa là cái giáp siêu linh luôn. Đấy, nó hồi máu như thằng nghiện luôn. Ui còn hai đứa thôi hả? À? Có Vinh không? Nó có tam ken kìa, có Suko luôn. Hồi nãy mà không bé Suko vội là chắc là Suko 3 luôn rồi đấy. Không, mình có không có còn đồ anh em mà. Giờ mình cần tướng thôi. Lấy tướng 5 vàng về bán. Kiếm đường Vinh 3 không thì chưa biết. Đây tam ken 3 tự lên luôn mà.
lẩm vả tự lo luôn, đâu cần làm gì đâu. Vinh ơi là Vinh. Vinh ơi là Vinh, Lý. Ok. Nhất cái nách rồi, nhất cái nách rồi. Từ từ nha, mình sẽ cho con tâm kia này nút con Vinh luôn anh em ơi. Ờ đúng rồi, đúng rồi, quên chứ. Quên cho cá ăn anh em à, quên cho cá ăn. Sorry anh em nhiều. Rồi con Vinh mãi tập trung quá, quên cho cá ăn luôn ấy chứ. Không sao, cá này nó trâu lắm, giáp sư linh với lại là kiếm súng mà, hồi máu ghê lắm. Ok nè. Vinh ba bay lên nè. Ôi. Nó bay chậm một nhịp thôi là cút rồi. Cái đồ Raven cầm vô cực ánh sáng nó bắn ác thiệt. Này để mình ông này 23 máu rồi, có trụ được thêm một round nữa không ta? Để cho mình cho nuốt đấu sĩ nó tăng máu cái nè. Ui cộng 8k máu. Ây da. Ông này trụ được thêm một round nữa không ta? Mình bán bất tướng nha anh em ơi, để cho một cái ô thần tượng thôi tăng đam. Rồi Vinh 2 với lại tâm kinh Vinh 3 với lại tâm kinh 3. 23 máu hỏa chắc là không chết nổi đâu. Đừng chết. Ok. Mà xứ. Có cái ra này mình cho tâm kinh nuốt nuốt Vinh luôn. Vậy nó mới mạng nhãn anh em chứ. Tâm kinh để 3 mà thêm một con tướng 5 vàng 3 sao khác nữa mà không cho nó nuốt để lại hơi bị uổng. Gọi là hơi bị phí. Ôi Yuri 2 này. Cho nuốt luôn cái gì nữa. Nuốt hết anh em à. Ăn hết. Lưỡi dài chưa. Mình lưỡi tăng kinh nó dài chưa. Nuốt phải chết luôn nè. Ố. Sao nó còn sống ta. Tại vì cái món đồ đó ảo nhau. Rồi chị em nó nuốt thôi. Bán hết anh em ơi. Cận cảnh gọi là người đẹp bị quái vật ăn thịt. Úi dồi, cộng gần 8k mốt sát thương à. Ok, cái thần tượng này chỉ cần một thần tượng thôi em à, để mình kích thêm 15% đam á. Kẹp cho nó đâu. Đồ như này thì nghĩa là nó bất tử đó, nó không chết nổi đâu. Trời ơi. 761.000 đam nè, 1 triệu đam nè. 1 triệu 7 đam nè, 2 triệu 1 đam nè, 2 triệu rưỡi đam nè, 3 triệu đam nè. Win GG. Ok và tạm biệt tất cả mọi người nha. Và hẹn lại anh em vào đường sau, hãy chắc rằng nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.